Xin chào tất cả anh em nha, Phi Đan hồi nãy tất cả anh tham gia dự án thị trường này góp được thời sáng Lovan Valency. Để tham gia dự án các bạn list phần mô tả mình bấm nút start chat chatbot nữa tất cả anh em. Và mình cố gắng làm cái video này gặp nhật cho tất cả anh em nữa. Mình không có làm nào đâu các anh em. Có kèo là mình làm cùng như ăn thua với anh em rồi, không có khi nào làm anh tăng thảo mình không làm. Thôi thì biết cho bot. Thôi cái này mừ tóc cần là y l tóc cần không mang mình lọc coi tất cả anh em dân cái thứ hai nè dân vào người ta các anh em các bạn mình lọc hà nội luôn. Rồi nhiệm vụ thứ ba anh em follow theo word nữa. Review cho bên bot đã nhận 1-1 nữa. Rồi anh em follow theo word nữa. Anh em bấm dỡ phần nha. Rồi anh em chờ lót trang web chút xíu. Rồi anh em theo dõi dự án nghe các anh em lướt xuống. Anh em like cho nó. Bài đi cho tất anh em. Rồi tất cả anh em bắt đáp lại. Rồi anh em request lại theo quên nữa nè. Tài ơi nãy mình quên coi. Theo quên request. Ác thiệt ta ơi. Mình đắp anh em. Dạ theo quên của nó nè. Sắp phân lại nè. Rồi anh em tự quyết lại anh em. Airdrop này mới ra hay có 300 mấy chục người theo dõi rồi. Wish cái máy đứng gọi ta ơi nó khó làm anh em ơi. Rồi đây xuống đây anh em kiểm tra lại anh em có join mấy kênh channel nó chưa. Rồi anh em kiểm tra xong anh em bấm nút chat nha anh em chờ lót dán chút xíu. Rồi anh em lướt cấp tra EC nãy mình làm ECC R2 và anh em gỡ nha anh em. Rồi anh em bấm vào row Tansy Fantasy Group. Rồi nhiệm vụ này rồi. Này nó hỏi anh em câu trả lời của anh em cũng giống dự án hồi sớm mình làm đó. Anh em bấm đại vô một chữ câu trả lời nha anh em. Yes. Rồi anh em lấy cái profile pinbot này nha anh em. Tất cả anh em chào mình chút ạ. Rồi anh em bấm vào một hồ sơ nữa. Luôn rồi ta. Anh em bấm vào tài quyết sẽ trả lời nữa nha tất cả anh em. Rồi anh em lướt vài dự án nữa nè. Anh em bấm chia sẻ nè. Anh em sao chép đến theo word nè. Rồi em bắt up lên nè. Em bắt vào Telegram nè. Rồi em bắt vào đây nè. Rồi anh em gỡ người ta anh em. Mắt mình làm gì. Rồi anh em chỉ việc mở ví EC, mở ví Chuk Wallet, Meiser Wallet, MetaMask. Anh em mở ví lấy địa chỉ ETH để bắt chở cho nó người ta anh em. Không được dùng dưới sàn dưới chain này nọ rồi mấy dưới đó không có xài trên nền tảng EC20 anh em. Nó cũng trên nền tảng EC20 nhưng mà dưới sàn thì chạy nền tảng EC nhưng mà những cái trong web này nó không yêu cầu anh em. Anh em sẽ chép nè. Rồi anh em bắt up lại. Anh em gửi cho bot nè. À, tiền mua rồi anh em gửi cho bot nha các anh em. Rồi đây là đường link profile của mình bấm vào click here get you ấy. Rồi mình đã nhận được 2 token anh em ơi. 2 token này có khoảng 1 token 6 đô thôi. Thôi vậy video mình đến đây kết thúc các bạn, hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo nha.